3 giờ sáng hôm nay, 17 tháng 2, quân Trung Quốc xâm lược đã vượt qua biên giới đánh sang đất ta với quy mô lớn, gồm nhiều sư đoàn bộ binh và cơ giới. Đồn 101 đã chiến đấu chặn địch trên các chốt tiền tiêu. Chưa, các đồng chí ơi, bình tĩnh nhé. Chưa, về vị trí đi. Lạ thật, vừa mới đây thôi còn luôn miệng đồng chí, anh em, môi hở răng lạnh, thế mà bây giờ chúng lại ùn ùn kéo sang cướp nước ta. Mơ màng quá đấy. Mà sao chúng trở mặt nhanh như vậy nhỉ? Mình cho đây là sự phản bội đê hèn nhất. Cậu thấy không? Lịch sử đang lặp lại cách đây 200 năm đấy. Chúng chúng có khác gì bọn Mã viện Liễu Thăng không? Báo cáo đại úy, cho đánh chưa? Cứ để cho chúng vào gần lại. Báo cáo, cánh quân phía Bắc của địch bắt đầu tiến vào bãi mìn. Gọi pháo bắn phối hợp. Ô 602, 603, 604. Đánh cho anh Hùng. Khoan đã, để cho chúng đến gần đã. Báo cáo, cánh quân phía đông của địch bắt đầu tiến sát bãi mìn. Để cho chúng vào sâu đã. Rõ. Gọi pháo bắn chi viện cho tuyến phòng thủ phía Bắc pháo đài. Rõ. Chú ý mũi tiến công trước mặt. Điều động các tổ hỏa lực xuống chân pháo đài, tập trung chặn đứng mũi xe tăng của địch. Rõ. Báo cáo, toàn bộ đội hình địch đã lọt vào bãi mìn. Điều mỏ. Chúng quân, cậu thấy không? Giờ chừng lấy quả mìn của bố giáp thì cứ gọi là tan xác. Áo binh ta phối hợp cừ lắm. Hoan hô! Chuẩn bị, hoan hô! Có lệnh là cậu khử ngay mấy thằng cầm cờ và thổi kèn nhé. Trông ngứa mắt quá. Chắc là mấy thằng ác ôn tàu đấy. Ôi, chưa lại đây, cấp cứu ngay.
Đứng lại, ai cho tham rút lui, quay trở lại ngay. Mấy bộ pháo bên trái đánh tan Dương Đình. Bắn đi. Anh tôi các cậu ơi, tôi của mấy thằng quân đấy. Của cậu đây. Này. Sao cậu không đi? Anh tôi đã. Anh xôi các cậu ơi, đây của cậu đây. À, cậu ơi đó nào. Đây. À, hay lắm. Đây, đây, đây. Xôi các cậu ơi, xôi của mẹ đấy. Cậu không quay trở lại. Của tôi đâu? Đây. Ăn đi. Ăn thế này khí hơi vô phép anh Bành đây. Bành đâu? Bánh trướng chứ còn bánh nào. Tôi đố các cậu nhé. Tướng tàu xưa khác với tướng tàu bây giờ cái gì nào? Khác chứ. Gì? Tướng tàu xưa tài giỏi môn thể thao dân tộc, biết gì không? Chú Yống Đồng. Còn tướng tàu bây giờ nổi tiếng về hiện đại hóa môn thổi kèn dê. Liên đoàn mình thắng lợi hơi sớm đấy các bạn ạ. Chỉnh lại thương ngắm cử liên mục tiêu. Đó. Tất cả sẵn sàng chiến đấu chưa? Sẵn sàng. Phải thế các bạn ạ. Đấy là cách bảo vệ pháo đài tốt nhất. Bây giờ tôi ra lệnh đây. Tất cả ăn xôi tiếp. Đúng là vừa rồi chúng con có tí hốt hoảng. Mới giáp mặt với địch đã rời bỏ vị trí, phạm kỷ luật chiến trường địch. Mình để các cậu tự suy nghĩ. Chưa ra trận lần nào bố ạ, chúng con rút vào tuyến phòng ngự trong thôi mà. Địch lấn, ta rút chạy, rồi cuối cùng các cậu định rút đi đâu nào? Con xin nhận khuyết điểm. Nhưng bố có kỷ luật con cũng xin nói thật. Bọn địch kéo lên đông quá đấy bố ạ. Bắn đến tê dại cả ngón tay. Vấn đề là ở chỗ đó. Ưu thế của kẻ địch là đông quân. Mình đồng ý với các cậu. Nhưng vấn đề có gì mới lạ đâu nào. Này nhé. Xưa kia ông cha ta đã từng đương đầu với bọn nhà Hán, nhà Minh, Nguyên Mông. Quân đông hàng chục vạn mà vẫn đánh thắng. Như vậy thì vấn đề không phải là đông hay là ít, mà là ý chí bảo vệ tổ quốc của ông cha ta. Các cậu có đồng ý với mình không nào? Đồng ý. À. Này nhá, đánh với cái thằng biển người này là phải mưu trí này. Một phải chọi hàng chục, hàng trăm. Vừa rồi là các cậu bắn hơi phí đạn đấy. Dạ. Địch ở xa thì phải dùng hỏa lực, địch đến gần mới được dùng AK và lựu đạn. Các cậu rõ không nào? Rõ. Bố ơi, bây giờ thì bố nói hăng thế. Thế hồi còn trẻ như chúng con thì bố đánh Tây đánh Mỹ thế nào ạ? À, cũng run chứ. Hồi ấy tao mới 15 tuổi. Này, đeo khẩu Fujin Indochino dài nghêu luôn người như thế này này. À, cũng run chứ. Run chứ. Này, run đến nỗi tè cái ra quần này. Còn cậu thế nào nào? Cậu thế nào? Đâu có, bố nói bậy quá. À. Tao nói thật đấy. Bố ạ, mấy con gửi cho bố đấy. À, mà tâm lý quá nhỉ. Này, đánh xong xuống bản thăm mế. Tao á, là tao dứt điểm xin cái ý nhi cho cái thằng Hùng này này. Các cậu thấy thế nào? Đồng ý không nào? À, cái thằng ngựa. Mày dưới cẩn thận các cậu nhá. Bỏ
Báo cáo đại úy, có công nhân lâm trường, xin lên phối hợp chiến đấu. Ôi trời trời, gan gì lớn nhỉ? Này, chứng chắc chứng nhị tân thời đại nhá. Xinh đi chứ nhỉ? Người đẹp mà dữ dằn quá xá đấy. Ai, đùa vừa vừa các cậu ơi. Thôi được rồi, em nghĩ như vậy là rất tốt, nhất là trong lúc này. Nhưng sao em không rút về tuyến sau? Các anh biết không, bọn giặc rất là tàn ác. Chúng giết gần hết tổ nữ trồng rừng của lâm trường. Chúng đến bất ngờ, mọi người đang ngủ. Lúc ấy, khoảng 3 giờ sáng, chúng em từ bộ đội ra đón. Không ngờ, vừa ra tới cửa lại bị chúng xả súng bắn ngay. Có chị chết ngay trên giường ngủ. Báo cáo, báo cáo đại úy, hơn 30 xe tăng của địch theo đường mòn lâm trường bất ngờ thọc sâu đánh vùi phía sau pháo đài. V2 yêu cầu chi viện. Báo cáo hết. Tôi đồng ý nhận đồng chí gia nhập đơn vị. Bổ sung cho B1. Rõ. Điều 3 chiến sĩ đánh tăng theo tôi. Rõ. Diệt chiếc xe tăng đi đâu? Đó. Bộ đàm, gọi pháo bắn chi viện ngay. Báo cáo, tăng địch đến rất gần. Lên như vậy. Tam thay đổi tiền lửa, tam thay đổi tiền lửa. Thu giữ đã vào vườn hoa trước nhà yêu cầu đẩy ngay. Tam thay đổi tiền lửa, thu giữ đã vào vườn hoa trước nhà yêu cầu đẩy ngay. Thu giữ đã vào vườn hoa trước nhà yêu cầu đẩy ngay. Chung, bằng mọi cách phải chặn đứng xe tăng địch lại. Thank you.
đừng giận nữa nhá. Anh đi đâu? Đường hào bị cắt rồi. Xe cà thê. Lắp đặt nhanh lên. Ê chết. Sao? Em... Nhanh lên. Thế mà cũng đòi phối hợp chiến đấu. Hả? Có lắp được không? Em bắt được gói lương khô rồi giặc đấy. Hay đấy. Đang đói đây. Đây. Tiểu thư ơi, bộc phá đấy. Ấy chết, đừng ném. Nổ bây giờ. Từng ấy mà toi hàng trăm mạng đấy. Thế bắn bằng cách nào? Không bắn mà đốt. Đốt như thế nào ạ? Châm ngòi vào lửa, như đốt phá dây mà. Hay nhỉ. Ôi, giặc lên kìa, anh bộ đội.
Chào bác. Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi là công nhân đường sắt ga Nậm Na. Còn cô? Báo cáo, anh, em là nhân viên ngân hàng. Lính thủy đánh bộ hả? Báo cáo. Thưa bác, cháu là cô giáo. Còn đây là... anh ấy về nghỉ phép ạ. À, một người không quen biết hả? Dạ có ạ. Đồng chí Hiếu. Đồng chí Hiếu. Có. Tình hình sẽ ngày càng khốc liệt. Có lẽ phải đưa dần nhân dân và thương binh rời về tuyến sau ngay. Đó. Đây là báo cáo và hồ sơ tài liệu của ban chỉ huy đồn. Còn đây là tiền đảng phí và quỹ tăng gia tiết kiệm. Đồng chí báo cáo với Bộ Tư lệnh là toàn thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nậm Na quyết tâm chiến đấu chốt giữ trận địa đến cùng. Báo cáo, tôi còn được trở lại pháo đài không? Nếu tình hình căng, đồng chí ở lại luôn Bộ Tư lệnh nhé. Mũ tàu để trinh sát. Các đồng chí đi nhé, đi đường phải cẩn thận đấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đi nhé. Vòng Hoa ơi. Vòng Hoa. Chú Hiếu. À đây. Chú Hiếu. Thím Vòng. Thím đang ốm. Đêm nay thím chưa ra được đâu. Để tôi đưa cháu ra trước nhé. Nó sống một mình ư? Đi với chú. Cháu đi với mẹ. Bà con mình ở ngoài đấy nhiều lắm. Cháu chưa quen sống xa mẹ. Để cháu ra sau với tôi. Tôi đi. Ừ. Chú đi nhá. Hiếu. Hùng, đi đấy hả? Ừ. Tao còn nợ mày mấy viên gác. Cẩn thận nhé. Ừ. Cầm hộ tao quyển nhật ký. Trong ấy... có mấy bài thơ. Mấy bài thơ mày đưa cho Ý Nhi nhé. Còn quyển nhật ký mày cầm hộ. Nếu có dịp, gửi về cho cậu mợ tao ở 402 Ngô Quyền, Hà Nội. Viết hộ mấy chữ là tao vẫn khỏe mạnh. Nhá. Đánh xong giặc lần này, tao sẽ nghỉ phép về thăm nhà. 2 năm rồi còn gì. Thôi, mày đi nhanh lên. Chân đưa. Chân đưa. Chân đưa. Chú ơi, giúp
mình đưa dân và thương mình về tuyến sau. Trang Trung, Trang Trung, cứu tôi với chị. Liệu hả? Trang Trung. Thương ở đùi, để tôi băng cho. Cô đi. Đấy, băng lấy. Người tưởng thế mà phong kiến. Chiếc vali hả? Gươm của cải gì mà nặng thế? Tôi là ma quỷ hay sao mà cô sợ tây thế? Tôi là bộ đội biên phòng mà. À, cái này dùng để trinh sát mà. Tôi giữ chiếc mũ này để làm nhiệm vụ trinh sát. Tôi vừa cứu cô thoát khỏi tay bọn tàu mà. Mất máu nhiều đấy. Để tôi băng cho nhé. Nhé. Đau. Vướng mà. Cô đoàn viên chưa? Người quê đâu? Bắc Ninh. Hỏi gì mà hỏi lắm thế. Cô mặc vào đi kẻo lạnh. Tôi mua cho em gái tôi mà. Đây, mặc vào đi. Em gái tôi nó cũng bằng tuổi cô. Tên nó là Ý Nhi. Nó đang học năm thứ nhất trường Đại học Y khoa Hà Nội.
cô mặc tạm nhé. Chê quần bộ đội hả? Đâu có. Thì tôi mặc cho. Ấy chết. Cô đang bị thương mặc lấy sao được? Được. Được mà. Mặc đi. Anh quay đi. Ôi, anh làm gì thế? À, cảnh giác mà. Không được quay mặt lại đâu đấy. Xong rồi. Trông chiếc vali anh lạ lắm hả? Anh mở ra mà xem. Quăng. Mẫu quăng. Cô ở đoàn địa chất 305 phải không? Tôi còn nhiệm vụ đưa dân và thương binh về tuyến sau. Cô bị mất máu nhiều, đi ngay không được. Làm thế nào bây giờ? Cô đừng nhìn tôi như thế. Sống chết thế nào, tôi cũng sẽ trở lại với cô ngay. Cô có tin tôi không? Cô giữ lấy phòng thân nhá, không được bỏ đi đâu, không được liều, nghe không? Thank you.
tỉnh dậy đi. Cô Dì ơi, tỉnh dậy đi. Tha lỗi cho tôi tiếp đồng chí. Ôi gì vậy nè? Hai sớm à? Nào ta vậy ta? Đơn vị nào? Bắc Cầu Sâu Trang. Ngô Sư Quảng Đông Miền Biên. Tôi là dân binh Quảng Đông mà. Thưa chỉ huy, nó chưa chết. Chú Đại Doan, chú Dũ, tôi còn có gia lão. Đồng chí chính trị viên ơi, cứu tôi với, tôi còn cha mẹ già, đàn em già. Chú không, chỉnh đốn tư tưởng, không được gián điệp thủ điện sĩ. Nǐ mèi wǎng le wěi dà líng xī de jiào dǎo, yīn gài yī hào shǒu dǎng zhī shì ma. Kěu zhēn jīn de tǔ. Đồng chí không quên lời dạy của lãnh tụ vĩ đại chứ. Wǒ nǐ niàng bú wǎng, shēn fā dòng, guǎng jī liáng, zhūn bèi shì jiè dà zhàn, dǎ dǎ tǔ kào dà bā de yuè nán xiǎo. Thưa thủ trưởng, tôi ghi lòng tạc dạ. Đào hầm sâu, tích trữ lương thực, chuẩn bị chiến tranh thế giới, trừng trị bọn tiểu bá Việt Nam theo đuôi đại bá. Nǐ néng zǒu dòng ma? Đồng chí đứng dậy đi được chứ? Tôi bị đá đứt là song chân. Tôi sợ bất lực. Tôi có phụ mệnh. Dạ, tôi bị dập nát cả hai chân rồi. Tôi không chết. Tôi có bùa hộ mệnh. Tôi không thể mang bức hình này đem về cho Trung Hoa vĩ đại Trung Quốc. Không thể mang thân hình xấu xí về tổ quốc Trung Hoa vĩ đại được. Tôi giúp bạn lưu lại vạn sự phân phong cái tên. Tôi sẽ giúp đồng chí. Để lại danh thơ muôn đời. Wow, wow, wow. Tôi ơn thủ trưởng ngàn lần. Chặn住! Chặn住! Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi! Đây là anh có phúc khí. Chặn住! Gì? Bắt anh ở trên cầu thang, đem về khí xung phá của chúng ta. Đừng đánh tôi. 有生活为君威，祖国将记下他的功。 Tổ quốc sẽ ghi công cho đồng chí ấy. 扔尸体到坑里， kéo xác nó xuống hố chôn. 你们贯彻毛主席指示， không thấm nhuần tư tưởng Mao Chủ tịch hả? 端正态度向公司写真好， 明白吗？ Nghiêm chỉnh làm bản kiểm điểm của công xã. 我该死， tôi ngu đần quá. 我没按毛主席指示， tôi không thấm nhuần tư tưởng Mao Chủ tịch. 不要给公社打包， đừng gửi giấy về công xã, vợ con tôi không có tội. Kéo xác nó đi. Bây giờ anh về đơn vị một mình. Trời sắp sáng rồi. Em đang nghĩ kỹ, không thì nguy cho cả hai. Còn các mẫu quặng mà. Anh gửi giùm em, nhỡ không qua khỏi. Bản đồ các mẫu quặng quý lắm. Tài liệu cơ mật quốc gia đấy, không được để lọt vào tay giặc nhá. Anh mang cả chiếc vali quặng đi, quặng quý đấy, bằng mọi cách anh gửi về Cục Địa chất Trung ương cho em. Em cảm ơn anh. Nếu còn sống, em không bao giờ quên anh. Tên em là Thu Thủy. Đừng nói nữa. Để tôi cõng cô đi. Chỉ còn cách ấy thôi. Tôi mà bỏ cô lại đây bây giờ thì ra thứ người gì? Đã là đồng bào đồng chí,
sống chết cũng không bỏ nhau. Bám lấy vai tôi. Bám vào. Ai lại thế? Đã bảo mà. Tôi hét to lên bây giờ. Cho bọn giặc đến rồi cùng quyết tử luôn. Đừng. Trạng sức khỏe vẫn ổn định. Có thể ấn tượng về những ngày chiến đấu đã qua trong tình cảm của anh ấy rất sâu đậm. Không có gì đáng lo ngại cả. Chỉ yên tâm. Cô Thủy. À, lại đây với cô nào. Chú Hiếu có sao không cô? Chú Hiếu mệt, không sao đâu cháu ạ. Cháu đừng khóc đòi mẹ nữa là chú khỏi ngay thôi nhé. Cháu không khóc thì chú Hiếu cũng khỏi à cô? Ừ. Vòng hoa của cô ngoan quá nhỉ. Tôi quen anh ấy trong một trường hợp thật lạ lùng. Người ta bảo đó là duyên số. Có thật thế không? Nhưng có một điều chắc chắn rằng sự phản bội và tàn bạo của kẻ thù đã làm chúng tôi quen biết nhau, sát cánh chiến đấu bên nhau trong những ngày qua. Nếu không có anh ấy, tôi đâu còn được ngồi ở đây. Cả cuộc đời và tương lai của em bé người Hoa này nữa. Rạng sáng hôm ấy, anh Hiếu đưa tôi lọt vào pháo đài an toàn. Đó là một buổi sáng ảm đạm nhất trong suốt 10 ngày đêm bảo vệ pháo đài. Đại úy Lê Văn Giáp, linh hồn chiến đấu của những người còn lại, được các chiến sĩ của mình gọi bằng cái tên thật là trìu mến. Bố Giáp không còn nữa. Chiến công của anh và tất cả những gì anh để lại trong lòng mọi người đã trở thành một niềm tin, một ngọn lửa rực cháy trong những ngày đêm chiến đấu cuối cùng. Những ngày gần cuối, quân địch lại càng trở nên hung hãn. Cho tới 7 giờ sáng ngày thứ 8, các anh buộc phải rút lui vào trong pháo đài. Đồng chí giữ máy bộ đàm bị hy sinh, máy hỏng. Mọi người từ đấy bị mất liên lạc với bên ngoài. Lúc này, cửa pháo đài trở thành mục tiêu giành giật ác liệt giữa ta và địch. Một người trực, hai người nghỉ, rõ chưa? Rõ. Mẹ nó, mình đã quần nhau với đủ loại kỵ binh bay, thủy quân lục chiến, rồng xanh, cọp xám,
châu điên, đủ loại mỹ và tay sai, nhưng chưa thấy bọn nào nó ngu như bọn này. Ồ, chả ngu đâu, chỉ huy chúng lác, chúng nó thí quân, người chúng nó đông quá mà. Nhiều ít gì cũng là con người, mà đã là người, trước mũi tên hòn đạn, cũng phải biết sống chết vì ai, vì mục đích gì chứ. Nó ngu, nó cuồng tín, vậy nó mới chết, ông hiểu chưa? Rõ. Rõ cái gì? Dạ, nó ngu, nó cuồng tín ấy. Theo tôi, đằng nào chúng cũng chết cả. Kiểu như bọn lính Pol Pot ấy, thằng nào bỏ chạy nó giết cả nhà. Ông tổ của chúng là bọn Bành Trướng mà. Đánh thằng Bành Trướng mà bỏ đất thì không ổn. Tôi nghĩ thế, vì nó sát đánh mình. Đánh chúng nó phải như đất bên ngăn mũi, chỗ nào dò gì bịt ngay, không để một thằng lọt vào đất nước mình. Tôi nghĩ bảo vệ tổ quốc thì phải thế. Ấy đấy, vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Bọn chúng coi sinh mạng lính không. Này, đánh nhau với thằng điên này á, không thể choảng theo lối chọi trâu mà thắng được. Rõ chưa? Rõ. Thư trưởng còn thuốc không ạ? Đây là điếu thuốc cuối cùng. Một nửa mình phần các cậu, còn nửa này mình dành cho giây phút chiến thắng đầu tiên. Đúng là tiếng nói của một thằng hoa gia nào đó. Mình nghe quen lắm. Bắn cả người già, trẻ con, thế mà mở miệng nói đồng chí, anh em. Chồng con mụ kia chứ còn ai nữa. Đồ phản bội. Loại người ấy nó giết mình lúc nào không biết. Đúng là nồi cáo trong nhà. Tôi không có tội. Có quỷ thần chứng giám cho tôi. Xin bà con hãy tha tội cho tôi. Thương chồng tôi nó cháo trở, nó giết cả vợ con nọ. Mày, chính mày, đồ phản bội. Thím Vòng, thím, anh Hiếu ơi. Thím Vòng, thím Vòng. Chú Hiếu, có chú minh oan cho tôi. Nếu không có mẹ con chú, ai cứu sống mẹ con tôi? Bây giờ thằng Vòng Chắn nó về là nó giết mẹ con tôi. Con Vòng à, mẹ. Ôi, con mẹ.报告李市长，上级有电。Thủ trưởng tư lệnh, 7 giờ sáng nay chúng tôi đã chiếm được pháo đài ạ. Chiếm được rồi ạ. Hảo ạ. Hảo báo công anh.
Dạ, chiếm được bên ngoài thôi ạ. Mà dạ, chúng tôi xin hạ quyết tâm ạ. Hạ đi bao giờ? Hơn 7 ngày đêm rồi mà vẫn không hạ nổi một cái pháo đài. Thì còn hạ quyết tâm cái gì? Dạ. Pháo đài phải bị bằng cái gì vậy? Dạ. Chúng có bao nhiêu quân? Dạ. Một tiểu đoàn. Một tiểu đoàn ạ. Báo cáo thủ trưởng, chúng còn được bọn dân quân tự vệ tăng cường, có thể là một trung đoàn ạ. Dạ. Còn pháo đài xây bằng bê tông cốt sắt rất kiên cố ạ, của Pháp Quốc, xây phòng thủ quân Nhật từ Trung Quốc tràn sang ạ. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Dạ, nằm sang Việt Nam làm đường, chúng ta đã lập bản đồ khu vực này. Ta lại có người địa phương nhiều đời. Luật sư đoàn quân chính quy không yêu cầu nổi với một các vị nhỏ các địa phương. Chết, tội chết. Bất kỳ cá nào cũng sẽ đặt bằng được một cái lính Việt Nam đang phải thông tin, báo cáo. Rõ chưa? Sự. Máy lệnh, trong 4 tiếng đồng hồ sẽ chiếm bằng được pháo đài. Nếu không, ta chỉ đi ra tòa án quân sự. Báo cáo. Dạ, báo cáo. Báo cáo. Phạt một ngày nhịn đói về tội trành mạng. Chị. Tưới xăng xuống hầm pháo đài. Vâng. Dùng B-40 tiểu đạn hóa học, súng phun lửa bắn xuống. Đồng chí biết quay chim chứ? Dạ, biết ạ. Hào ạ. Tất cả bọn tiểu bá Việt Nam ngoan cố dưới pháo đài phải đền tội như thế này. Thưa đồng chí thủ trưởng, trong pháo đài có vợ tôi và đứa con nhỏ. Sao biết? Dạ, báo cáo thủ trưởng, mấy hôm trước một tên bản bị bắt cho tôi biết ạ. Như vậy đồng chí giấu đảng hai lần. Dạ. Lần trước thì có thể tha. Dạ. Nhưng lần này thì phải kỷ luật. Thưa thủ trưởng, tôi nghĩ đây là chuyện riêng, chưa báo cáo với thủ trưởng, xin tha tội ạ. Thế còn tội không tuân thủ lệnh đưa nạn kiều bị bọn tiểu bá Việt Nam bài xích xua đuổi trở về với tổ quốc. Thưa thủ trưởng, tôi được lệnh từ Bắc Kinh để vào quan lại Việt Nam làm cơ sở gây bạo loạn trong nội địa. Hào à? Dạ. Hào à? Dạ. Hân hào à? Bây giờ cũng là lệnh của Bắc Kinh. Dạ. Lệnh của tổ quốc, đồng chí có phục tùng không? Dạ. Cúi xin thủ trưởng ạ. Anh đi. Anh Hùng, các đồng chí kiên quyết chặn giặc ở cửa pháo đài.
đưa tất cả bà con và thương binh xuống tầng 3. Hùng Hiếu ơi, nhanh lên, mắt mình không nhìn thấy gì nữa rồi. Hùng, không sao đâu. Cậu thay mình chỉ huy đơn vị. Rõ. Ôi, các anh ơi, đi lên, đi lên này, vào trong, đi đi luôn. Bọc hoa, ai cứu con tôi, bọc hoa. Himbo, cứu tiếng, Himbo. Thím Vòng, con tôi đâu rồi? Thím Vòng, tôi đây. Hiếu đây mà. Chú Hiếu. Thím uống nước đi. Xin chú và bà con tha tội cho mẹ con tôi. Thím không có tội gì cả. Ai làm người ấy chịu. Thím là người tốt mà. Thím đang mệt, đừng nghĩ làm gì mất sức. Chú Hiếu, tôi không tốt đâu. Bây giờ tôi hiểu, tôi không sống được nữa. Bồng Hoa, Bồng Hoa, con, cho tôi nhìn mặt cháu lần cuối cùng. Ba. Con. Bồng Hoa. Con. Ba. Con ơi, xin chú và bà con nậm na ban phúc cho tôi lần cuối cùng. Nếu cháu còn sống, tha tội cho cháu, giấu tung tích cháu, đổi tên cho cháu là người Việt Nam. Mẹ, mẹ. Hiện ra một số tên dân bộ lẫn trong đám dân bản. Cái thằng đứng ở đầu hàng là chi ủy viên. Nó đấy. Con kia là ủy viên phụ nữ. Còn mụ kia là mẹ Nung Chi Hiếu. Nó biết con đường hầm bí mật thoát ra khỏi pháo đài.
giữ lại con mẹ ông Chí Hiếu và thằng Chí Viên. Còn bao nhiêu giao sang bộ phận tù binh? Còn tiếng trẻ khóc trong pháo đài là chúng còn sống. Để cho bọn tiểu bá Việt Nam ấy sống là di hại lâu dài. Dạ, thưa đồng chí thủ trưởng, nhổ con thưa... cỏ phải nhổ tận gốc. Đồng chí Vòng Chăn, tiêu diệt đi. Dạ, thưa đồng chí thủ trưởng, con tôi ở trong đó.就叫声开火，去去，有孩子声，狗叫声，进去，站住站住，还还来，这个火光队们，这是师长的命令。Xin thủ trưởng, tôi chỉ còn lại một mình nó. Từ trước tới nay, tôi không từ một việc gì khó khăn để phục vụ cho Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại ạ. Tôi bỏ cả vợ con, bỏ cả dòng họ Vòng, đã sống yên ổn ở mảnh đất này hàng trăm năm để trở về mang người Tổ quốc sang đây. Tôi không van xin một điều gì khác, là xin thủ trưởng hãy tha cho con tôi. Nó còn bé bỏng tội nghiệp. Đây là mặt trận, không phải gia đình. Thi hành lệnh. Thủ trưởng, thủ trưởng, thủ trưởng. Không được bắn vào con tôi. Nó mất trí rồi. Chị. Khoan, khoan, khoan. Không, 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 không. Không được bắn vào con tôi. Đừng, đừng bắn vào con tôi không có tội. Sao lại bắn tôi? Sẽ lấy giết tôi. Chí Vòng Chăn đã hoàn thành nhiệm vụ. Hãy mai táng cho đồng chí ấy như một giải phóng quân Trung Quốc.
Chú Hiếu, mẹ cháu đâu? Những ngày cuối cùng mà pháo đài thật khủng khiếp. Tội ác của giặc đã lên tới tột độ. Cái chết đến từ từ với mọi người, qua hơi ngạt, khói lửa, đói và khát. Tất cả chúng tôi đều có một ý nghĩ giống nhau, là phải đưa được thương binh và dân bản ra. Anh Hiếu chợt nhớ lại lời mẹ kể ngày xưa về con đường hầm bí mật thoát ra khỏi pháo đài. Các đồng chí ơi, lại đây các đồng chí. Các đồng chí ơi, lại đây. Các đồng chí, tôi không nói thì mọi người đều rõ. Sinh mạng hàng trăm con người đang bị đe dọa. Các đồng chí thương binh nặng, người già và trẻ nhỏ, cần được cứu thoát khỏi pháo đài ngay đêm nay. Tôi biết pháo đài này có một con đường hầm bí mật thoát ra ngoài. Chúng ta phải chia đôi lực lượng. Một số lại chốt giữ pháo đài. Số còn lại, theo tôi đào tìm con đường hầm bí mật. Các đồng chí, tự giác nhận nhiệm vụ. Chú ơi. Hả? Cậu nhìn hộ mình nhé. Yên chí. Thế mấy lần trước mình ném có trúng bọn nó không? Có khi còn chính xác hơn cả lúc thủ trưởng chưa bị mù ấy chứ. Thôi đi, ông cả lém. Ấy chết. Mình lỡ tay. Mình xin lỗi cậu mà. Không sao. Không sao đâu anh Hùng ạ. Bây giờ mình phân công lại nhé. Rõ. Giặc ít là phần cậu, giặc đông là phần mình, chỉ huy là cậu. Cậu rõ chưa? Rõ. Nhưng cũng có lúc phải phối hợp chiến đấu chứ thủ trưởng. Tất nhiên là thế. Thằng nào lọt lưới lựu đạn của mình là phần AK của cậu. Với lại cậu là chỉ huy của mình. Thứ trưởng đề bạt nhanh quá. Này, ông Thương, sống chết cũng không được rời nhau nhé, nhớ chưa? Rõ. Chuẩn bị không? Chúng nó vào đấy. Ném. Tiểu báo Việt Nam tả lắm. Này, lần sau còn đùa dai thế, tao cho rơi lựu đạn đấy. Sự sần quá xá anh hai. Về chỗ đi. Cẩn thận, anh Hùng. Chúng nó bắn súng vui lửa đấy. Vào đi, ném đi anh Hùng. Chúng nó đi quân đi, ném máu lên. Đống lựu đạn đâu rồi? Đống lựu đạn ở trước mặt anh cơ mà. Đâu chứ?
hai bước, tránh sang bên phải. Đấy, đúng rồi, ném đi. Ném nữa không? Chứ chúng nó chết hết rồi hả? Tao không đùa đâu đấy. Mày làm cái trò gì thế hả? Lần này đúng là công của mày. Tao còn nổ thuốc đây, cho mày. Cầm lấy. Cầm lấy. Chiếc xe chở bộc phá, hàng tấn bộc phá trên xe nổ tung sẽ biến nơi này thành bình địa. Các đồng chí phải làm nổ tung cái pháo đài kia. Đây là một vinh dự lớn mà Tổ quốc tin cậy giao cho các đồng chí. Chúc các đồng chí chiến thắng. Trung Quốc Cộng sản Đảng quan trị. Trung Quốc Cộng sản Đảng quan trị. Tất cả về vị trí chiến đấu. Đó. Không để cho bọn chúng đưa được xe bộc phá tới cửa pháo đài. Đồng chí Giang A Báo. Có. Chỉ huy tổ bắn tỉa tiêu diệt bọn kéo xe bộc phá. Rõ. Ba đồng chí bắn tỉa, theo tôi.
Một quả. Em cũng còn một quả đấy. Làm gì nào? Nói dại nhá. Nếu bọn Trung Quốc vào được pháo đài mình thì một quả sẽ dành cho chúng. Còn một quả em và anh chung nhau nhé. Thùy, dễ kỳ. Gió. Gió thật. Ôi. Xuống đâu. Đưa thương binh và dân bản ra đêm nay. Đồng chí báo cáo với Bộ Tư lệnh tình hình pháo đài lúc này. Trong khi chờ lệnh mới, tất cả các chiến sĩ còn lại sẽ quyết tâm bảo vệ chốt pháo đài đến cùng. Rõ. Đồng chí đi đi. Ra đêm nay anh Hiếu, anh Hiếu bà mẹ, để cho bọn cấp dưới xúc phạm đến thân thể của bà mẹ, đó là tội sơ suất của tôi, kính mong bà tha lỗi. Dạ. Ai nhưng mẹ anh Hiếu, sao mẹ lại giết được chú Địch? Có thật không anh Hiếu? Quá mà. Nếu bà mẹ chỉ đúng cửa hầm bí mật vào pháo đài, quân giải phóng Trung Quốc hứa sẽ trao lại đứa con trai cho bà. Công lớn của bà sẽ được đền bù sau cuộc trừng phạt này. Quân giải phóng Trung Quốc sẽ đền bù gấp đôi những thiệt hại về nhà cửa, tài sản. Và xin mời bà mẹ sang Trung Quốc an dưỡng tuổi già. Ai nói cho mẹ biết? Tôi. Kia là cửa hầm bí mật của pháo đài. Bảo à, các ông theo tôi. Khoai khoai.
Đây mà.